May mà không sao. Người không sao chứ? Chúng ta có chuyện rồi. Ta hỏi ngươi mà. Chúng ta có chuyện để làm rồi. Yêu quái cát, không ngờ đi khắp nơi không thấy, cuối cùng lại tìm được hang ổ của yêu quái cát. Nhanh nhanh, giết bọn chúng. Đuổi theo. Người ngẩn ra đó làm gì? Sao nhiều lông chim thế? Nhanh nhanh, ngươi rụng lông à? Đây không phải lông của ta. Đừng quan tâm nhiều thế, mau đuổi theo đi. Đuổi theo cái gì? Không phải ngươi muốn săn thiên sát à? Đây là hang ổ của yêu quái cát. Yêu quái cát là kẻ thù của Hoa Quả Sơn. Hơn nữa, giải quyết yêu quái cát, trả lại trời xanh nước biếc cho nhân gian, đó là công lao cực kỳ to lớn. Đi, đuổi theo. Sao thế? Không sao. Báo cáo đại dương. Thiên sát. Chuyện nhỏ, đúng không? Sao vẫn không chết vậy? Các
các ngươi đủ chưa hả? Ta mà có gậy kim cô thì tốt rồi. Ngươi là Hầu Dương, chỉ cần ngươi muốn quay về thì Hoa Quả Sơn sẽ ở trước mắt ngươi. Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn. Danh Danh, nhìn thấy chưa? Đây chính là gậy kim cô như ý mà Đại Thánh Gia Gia của ta để lại cho ta. Ta đã nói với người ta là hậu duệ của Đại Thánh Gia Gia mà. Người cứ không tin, giờ thì thấy rồi chứ. Danh Danh, lấy yêu đàn của nó. Tiểu Thánh, Danh Danh.